Nó chạy lên đó. Mẹ ơi, ông Sơn ông tới rồi. Ông tới rồi kìa. Ông Sơn, mẹ xin vô cô Dr. Sơn. Nếu mà thiếu cái món ấy chắc chưa được to. Cảm ơn ông Sơn đã nghĩ hộ tôi. À, không có gì đâu thưa bà, đây là hồn hận của con mà. Có được cứu cháu rể như ông chắc là phước ba đời nhà tôi. Tôi cũng nhớ tuyết chết đi được. Mai chúng mình đi online chơi nữa nha. Một nhỏ gặp bạn hàng hôn thì chết mất. Hay là mình đi biển chơi nha. Trên khả tuyệt vời. Rồi, tạo dáng vô. Rồi, chụp nha. Tân ơi, chụp cho mẹ. Được. Rồi, chụp coi lên nè. Tạo dáng đẹp vô. Được chưa đây này, rồi vô đây. Rồi đẹp rồi. Đứng bên đây nè. Rồi. Hay là mình đi chụp hình đi. Không, được. Rồi. Thôi, chạy nhà chụp cho một kiểu đi. À, phải vậy nè ông. Thôi mẹ ngước lên ba nè. Rồi đúng rồi. Anh dễ đẩy tay lên đây nè. Nhé, rồi. Em chạy nó xích vô. Rồi. Ủa sao nó đi, sao nó không được sáng vậy? Tại đứng chói nắng. Yeah.